Hello, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game hoàn toàn mới ha. Đối với Health là thấy mới rồi đó, còn đối với anh em thì mới hay không thì Health không biết ha. Mà cái này nó sao ta? Gọi là nó còn thấy cũng khá ok đấy anh em. Đấy. Cách chơi của nó thì nó giống như là của thằng Elora đồ đó. Elora triệu hồi sư đồ á, đánh màn hình đứng màn hình dọc gì nè. Đó, được, mở tướng nhìn nó cũng phong phú đẹp hơn ha. Nhìn cái hình ảnh của nó nó tân tiến anh em, nhìn nó y như là của tương lai tới vậy. Ok. Chắc cũng chạy nhiệm vụ lên tí à. Đụng cái gì đây? Wow, 1000 tải. Ui rồi. Ui làm sao lượm được 1000 tải. Á à, đụng. Thấy hôm rồi. Ok anh em ơi, thấy hôm rồi. Thấy bắt đầu hôm rồi nha. Ok. Rồi nhét vô. Đủ làm sao lấy được 1000 tệ. À được rồi kìa. Ủa không, à cái đó là chắc là thôi, mở được rồi. Mở được chưa? Nè. À bấm nhanh. Rồi nếu hên xui thì chúng ta lượm được 1000 tệ. À đủ rồi, hiểu rồi. Rồi. Ok, hiểu rồi. Có cơ may là lấy được 1000 tệ thôi chứ không phải là lấy được 1000 tệ. À ơi, làm ta tưởng lấy được 1000 tệ. Rồi, thì bây giờ chúng ta đến với thông tin của server này nọ nè. Rồi, cái này chắc là quà điểm danh rồi hả? Có tệ line ride trên đường đi nè hả? Đây, điểm danh nhận quà. Cái VIP chúng ta đang ở VIP 12 hả? Rồi VIP 12 có đồ nè. Được. Mà tưởng quà VIP mắc tốn tiền kim cương nữa là thôi xong luôn. Mà quà VIP không tốn tiền kim cương nha. Quà VIP giá 1 kim cương nha anh em. Được. Chơi còn được. À tưởng đâu không là thấy xong phim rồi hả? Được, duyệt hả? Không tốt còn tốt chán. Còn hôm, chưa tới nỗi là đi đai. Rồi, đây là GME nữa hả? GME chúng ta đang ở GME 0. GME 2, 3, 4, đúng, có GME 10 nữa hả? Rồi, không những VIP không mà nó còn có GME nữa. Ok, mê. Này là kim cương. Nãy không bị dụ là chắc cũng hơn cả 100.000 kim cương rồi. Đậu, vọng đó. Đụng một cánh tay của Hanot nữa hả? Cái này. Đúng rồi. Đồ 600 mấy tệ. Cánh tay của Hanot. Wow. Rồi cái này chắc là nạp rồi. Ok, không có hứng thú lắm. Cái này đồ. Oh, quà nạp đầu lượm được hả? Ngon vậy. Còn cái này là vé quay. À Vé quay tệ. Oh man, trong quà VIP đây. Bắt đầu đẩy luôn. Hanot găng tay vô cực con. Bắt đầu xanh. Đâu, được 100 tệ nè. Ngon. Trời, thấy thế mà cũng thơm nha. Chắc cái này trong năng động nó ra quá. Thường thì cái này, mấy cái này là năng động ra. Được có 10 tệ rồi nè. Rồi, đâu phải lúc nào nó cũng ra nhiều tệ đâu. Lần này nó méo ra luôn chứ nói gì. Tới luôn, ngợt. Á, à, được 30 tệ, được đúng một lần đầu nhiều tệ nha. Cái lần sau là chú shit nha. Gắn tay vô cực đi con, lên nữa, lên, đúng rồi, gắn tay vô cực, ngưng. Nó chạy biết à. Hay là chúng ta đã quay hết rồi.
quay hết rồi. Ok, quay được 40 lần rồi nè. Ok. Rồi, vậy là ở đâu có shop GM luôn hả? Ngon 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 nha, có shop GM luôn. Nhưng mà quan trọng vô ba lô đây. Đây tướng lệnh bài thuốc rồi các kiểu. Cái này ăn được không? Đồ ăn liền luôn hả? Được được được. À không phải chờ lên đủ level là thấy được nha. Thôi nhưng mà khoan, cái vest tại màu đỏ này nó không có giá trị sử dụng rồi. Còn này gì hình như là có giá trị sử dụng nè. Có 1 tệ à, đâu làm được gì đâu. Này 10 tệ nè. Đó, à tệ. Cái tệ xanh xanh đỏ đỏ kia chúng ta mới có được lên được GM nha. Còn cái tệ mà chúng ta quay ở vòng quay là méo được nha anh em. Ok ok. Lại một bài học đắt giá. Còn đây là trang bị. Đây là trang bị mở random rồi. Này gì đây? Méo biết, không biết thôi để nó đi. Còn mấy cái này hình như là gom đủ mảnh chúng ta sẽ ghép lại vé tệ hả? Cái này chắc cũng xa xôi vời vợi á. Này được một tướng 5 sao nè, để coi con gì đây. Con gì xấu vậy trời, đậu xanh thể nước hả? À, 4 sao. Cái này chơi rất giống con Elora đồ á anh em. Nhìn nó cũng huyền ảo hả? Dạ, con này không biết chừng nào đặt chân tới Việt Nam đây. Khá lâu á. Nè, cái tiền mà chúng ta quay ở đây nè. Đó, nó mới là lên được vé tệ. Đụng mắt được 700 ngàn rồi nè. Chơi hả? Gì đây? Nè, năng động nè. Năng động hàng ngày nè. Đó. Như cái vé đó là cái vé quay á. Vé quay kim cương hồi nãy á. Đúng ta. Cái vé có hình chữ Z. Cái vé có hình chữ Z vô coi lại coi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Năng động ra kim cương. Năng động ra vé quay kim kim. Vé quay tệ. Này 15 nè hả. 30, 60, 90. Ok, mỗi ngày chúng ta nhập làm mát năng động này nọ sẽ được 90 hả. Ở đồ trong này còn nữa nè. Đồ. Ủa sao nhiều cái năng động dữ ta. 15 15 30 nữa là 60 60, 90. Ủa vậy có hai cái năng động luôn hả? Chắc vậy rồi. Đây đây đây. À cái này là cái bé quay anh em. Đồ cái bé màu cam cam hồi nãy ở trong túi chúng ta đây. Đó là cái bé quay tướng hả? Wow. Wow wow wow. Wow wow wow. Quay nào quay nào. Ok. Không biết đẹp xấu hay mạnh gì. À, 160, đủ chua đấy. Không đùa được đâu, chua đấy, chua đấy. Ok, cái này mở ra được vé quay tướng 10 vé rồi. Còn 3 lần nữa. À, cái này mở random 1, 5, 2 nè. Ok. Rồi, 16 vé quay. Còn ở đây thì một lần chúng ta tốn bao nhiêu đây? 20 ngàn. Hình xui, đó được 5 tệ. Đó, này mở lần nữa 40. 40 lên được 5 tệ nữa là 10 tệ. Danh gì nữa đây, tao điểm danh rồi. Oh, oh. Ngày 1 được 10 tệ nè. Ngày 2 được 30. Ngày 3 được 90 tệ. Đù 90. 90. Wow, wow, wow. Ngày thứ 6 chúng ta được 198. Cho nó 200 đi. Rồi ngon, nè 200 nè. Rồi 90 nữa là 90 nữa. 3 lần 90 là hết 38, 24. 24 với lại cái này 20. Này 200, 200 là 400. 24, 640 hả. Ok, cho mấy cái này là đắp vô cái lỗ nhỏ đó đi. Vậy là 600. 7 ngày chúng ta nhận được 600. 600 40 tệ. Gì đây? Này có. Để nốt lại 640 tệ. Nạp đàng hoàng nha. 7 ngàn.
Rồi còn cái kia chúng ta quay bỏ kim cương ra quay mỗi ngày nữa là nó khác nữa. Nhưng mà có cơm hay là chúng ta sẽ nhận được kim cương VIP đồ hả? Đây, có cơm hay nhận được 1.000 tệ trong kia nữa nha. Rồi mỗi ngày là chúng ta có hai bên là mỗi bên năng động là nó ra thêm một mớ tệ nữa. Đó là một mớ vé quay nữa hả? Được vô số kim cương. Mà chưa biết cái bảng này chừng nào vợ Việt Nam nữa. Rồi hư đây có hư. Rồi đá đồ này nọ. Gì ngon không trời? Vé tệ hay gì á, hôm ơi. Trời ơi vé quay tơ, vé quay tệ. Này vé quay tướng 5 vé. Rồi méo có gì ngon luôn á trời. Thất vọng não nề. Đây được 10 tệ nè, cắn luôn hả? Tệ nữa, vé quay 11. Đục, được 30 tệ với lại 10 mảnh 648 tệ. Wow, 30 tệ nạp nữa. 30 tệ nữa mà nó vẫn không lên VIP à. Để coi GME. Đây, GME. GME2 thì chúng ta cần phải nạp 92 tệ nữa. GME2 là 900 tệ hả? Ok, GME1 hồi nãy thì rẻ rồi. Ôi giời ơi. Thử quay hết trong này coi, đậu xanh đó. Khô máu với mày luôn nè. À, méo quay được nữa, đậu tương. Tưởng nó quay được nữa ta. Mẹ vé gì vậy? Không biết nha. 2 4 6 đục 1 triệu mấy lần. Thôi. Đó, à, vậy là nó tự quét một hồi thì nó sẽ có thể ra vé tệ đâu nữa. Đúng, hôm. Trời ơi, nhìn thế mà ngon, được. Hãy là chơi được rồi đó. No. Mà nó che mẹ nó một phút này rồi, mẹ không có nhìn thấy được cái phút trên. À, hơi quạo tí. Rồi, hồi nãy giờ chúng ta nạp thì chúng ta chắc ăn được cái này quá ta. Nãy giờ nạp nhiều mà. Đó, ăn được luôn, đúng ý luôn. Trời ơi. Nãy chúng ta nạp gần cả trăm mà chứ. Chưa. Nãy giờ chúng ta nạp đâu hơn rồi, hơn cả trăm rồi. Méo cho ăn cái này, không chịu. Rồi, cái này chắc lụm luôn được nè. Á đậu, cái này vẫn chưa lụm được luôn. Trời, cái này chưa lụm được luôn hả? Rồi cái này vé nạp 50 tệ, hồi nãy thì chúng ta nạp mấy cái 54 tệ à anh em. À ok. Hồi nãy giờ mới có 54 tệ thôi. Cũng được. Đây cũng được 5 tệ lẻ nữa nè. Rồi còn một mớ vé quay quay tướng đi quay luôn hả? Còn mớ vé quay tướng. À GME shop chúng ta mua được nữa. Đây GME 25 mà. Ồ mua một lần được 50 luôn hả? Ngon gì vậy? Ok, à mua một lần thì được 5.000. Ơ lộng 5 lần này cũng mua được nè. Đó đục vé quay tướng mua luôn trong này hả? Rồi vé quay tướng, vé quay tệ đồ luôn. Oh man. Mà chắc chơi riết thì từ từ chắc chúng ta cũng mát tệ à. Mát VIP luôn á. Em nghĩ là vậy hả? Tại vì chúng ta có sẵn những thứ mà chúng ta cần rồi. Còn lại là chỉ là vào là quẩy thôi chứ còn gì nữa đâu. Trời ơi, hệ nước mà chỉ có 4 sao à. Quay luôn bởi ơi, quay một lần 18 tệ, 18.000, 17.000 hay gì á. Đục hệ lửa. Vậy là thấy nãy giờ là mấy con hệ hiếm là hơi bị khó ăn á. Nó đục 160 một lần. À, tiền nhiều rồi, tiền nhiều rồi, nó đến nó đi rồi cũng nhiều luôn anh em. Rồi thì link heo sẽ để dưới phần mô tả hả? Anh em nào có chơi thì tải về. Á đù. À online lượm được vé quay tệ rồi vé quay tướng rồi tệ nữa hả? Rồi online một ngày nó cho chúng ta được 10 tệ nữa nè. Đấy, nhưng mà 10 tệ này là quan trọng là phải vô ấy nha.
bưởi ơi. Được, 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 cũng được, cũng được, được, không tới nỗi nào. Rồi, thì link em sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về. Này, thấy nó cũng ok phết đấy. Chỉ còn việc vô tìm hiểu mà chơi thôi hả. Rồi, ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đúng rồi. Bye bye. Ok, ok. Quy full tại nha.